Xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là đúng 10 giờ sáng thứ tư. Hôm nay là ngày 17 tháng 1 năm 2024. Mình đang ngồi nghỉ giải lao, thấy ở ngoài trời có nhiều nắng đẹp quá. Định trên đường lái xe tới quán Đơn Kình mua ly trà đá để cái máy quay cảnh cho các bạn xem vào một buổi sáng thứ tư. Lúc nãy mình đón một cái em trai người da màu ở dưới Dorchester đi lên Randolph. Ở cái khu này là cái khu chung cư. Đó thì khi mà các bạn ở bên Việt Nam, các bạn nghe nói ở bên Mỹ mà người ta dùng cái từ nhà mướn á. Đó thì đây là những cái căn chung cư nhà mướn. Những cái căn hộ này là dành cho mấy cái người mà nói theo kiểu cách ở bên Việt Nam là cận nghèo. Tại sao nó là cận nghèo? Tại vì ở đây là thị trấn Randolph. Nếu mà mấy cái người mà khá giả đó, mà người ta muốn mướn một cái khu chung cư như thế này nè, mà mướn ở trong thủ đô, nó cũng tương tự như bây giờ các bạn cứ hình dung ở Việt Nam đi. Nếu mà mấy cái người khá giả đó mà người ta muốn những cái căn hộ như thế này mà ở trung tâm quận nhất ở bên Sài Gòn đi, hay là những cái quận mà nó nằm gần trung tâm, thì cái giá cả của nó cao. Còn những cái người mà người ta không có đủ tài chính á, mà người ta muốn ở những cái khu chung cư này á, ở bên Việt Nam là người ta phải đi ra Thủ Đức, Hóc Môn, dùng xa xôi đồ vậy đó, thì giá nhà nó rẻ, hay là ở quận 7, quận 8, quận 9 gì đó, đại khái vân vân. Thì ở đây nó cũng tương tự như vậy đó. Thì mặc dù ở trên toàn nước Mỹ, bất cứ các bạn đi nơi nào trên nước Mỹ, dùng quê, dùng về, nhà là nó đều giống như nhau, nhưng mà cái giá cả nó khác. Nó khác ở cái chỗ á, là hiện bây giờ mình đang ngồi ở đây là thị trấn Randolph. Nếu như mà mấy cái người này á, mà người ta khá giả đó, là người ta mướn ở gần thành phố như là ở Dorchester, giá nó gấp đôi giá giá thuê thuê nhà ở ở Dorchester, ở ở gần trung tâm Boston đó. Đó là lý do tại sao mà mình cho rằng là những cái khu này là những cái khu mình nói theo cách Việt Nam cho các bạn bên Việt Nam các bạn hình dung, là cái khu này là, nếu mà nói theo cách ở Việt Nam, là khu cận nghèo dành cho mấy cái người nghèo đó. Thì ở ở Dorchester, từ ở đây ngay cái chỗ mình, vị trí mình đang ngồi là thị trấn Randolph. Randolph nó có nhiều đất, nó có nhiều, nó dư, nó có nhiều đất, nó là ngoại ô, nó ngoài thành, nó xa thành phố. Có một người khách gọi, để mình xem coi người khách này đi đâu. Ok, bây giờ trên đường mình lái xe tới quán Đơn Kình cách đây 5 phút nè, gần ở highway nè. Để cái máy quay cảnh. Dự định tối nay 10 giờ tối nay mình lên mình livestream với các bạn. Mình không có nghĩ là mình quay clip mình tải lên, nhưng mà thấy trời nắng á, có nhiều ánh nắng, nó đẹp, trời đẹp. Có nhiều người á, người ta nhìn cái cảnh này á, thì người ta nói buồn, nhưng mà đối với mình là cảnh đẹp nha các bạn. Tùy theo cái thẩm mỹ của mọi người. Bây giờ mình chỉ có đón khách nào mà đi về nhà thôi. Đón một cuốn cuốn cuốn, cuốn lấy tiền xăng. Còn không thôi á, thì mình chạy xuống với South Shore Mall đó, ở bên thị trấn
Braintree á, nó cũng trên đường về đó, mình vô đó mình mua cơm cho đứa con trai của mình nó ăn sáng. Ngày hôm qua cái chân nó hơi đau đau, mà ở bên Mỹ thuốc công nhận nó hay lắm. Đó là lý do tại sao mà mình thường nói là hàng hóa đồ bên Việt Nam nó giả. Cái chân của mình đau đau, ngày hôm qua mình đi bác sĩ lấy thuốc, uống xong ngủ giữa phía 2-3 giờ sáng là nó hết đau à. Sáng nay mình vô ca làm bình thường. Mà bác sĩ cho mình hai loại thuốc mà mình chỉ có uống một loại thôi đó mà nó đã bớt rồi đó. Có nhiều khi ở bên Việt Nam không phải là thuốc giả, mà cái đô người ta đang xem cái người khách này đi về cái hướng nào. Có nhiều cái loại thuốc á các bạn, cái đô mà người ta bỏ trong đó nó không có mạnh, nó không có đủ trị bệnh. Còn mà thuốc mà hết hạn sử dụng á, có nhiều người người ta muốn đặt câu hỏi thắc mắc á, nếu mà sau khi mà hết hạn sử dụng á, uống á, nó có hại không? Uống á, là nó không có hại nha các bạn. Thuốc mà lỡ như mà mình quên á, mình để trong nhà 2-3 năm rồi cái lâu lâu mình lấy ra mình uống, mà cái mình quên mình uống mà nó hết hạn sử dụng á, nó chỉ có không có nó chỉ mình thôi, cái những cái chất hóa học mà ở trong cái thuốc đó thì nó không có còn giữ cái đô của cái thuốc để mà nó trị bệnh mình thôi. Tức là nó không có hiệu nghiệm nếu mà thuốc, những cái viên thuốc mà nó qua hạn sử dụng á, còn mà về nó nguy hại sức khỏe thì nó không có nguy hại. Những cái viên thuốc á, làm họ chế biến á, bằng những cái chất hóa học á, để bảo quản á. Thấy trời nó có ánh nắng đẹp quá, mình lấy cái máy mình quay cảnh cho các bạn xem. Ở vòng vòng ở đây là khu chung cư để cho người ta thuê á. Mình cho rằng cái khu này là cái khu, nói theo kiểu Việt Nam là cái khu nghèo. Là tại vì nếu mà mấy cái người này mà khá giả đó, là người ta mướn nhà người ta sống ở gần trung tâm thành phố cho nó tiện, chứ không có ai mà người ta mướn ở trong cái khu vùng xa vùng sâu này. Đi mỗi buổi sáng mà đi lái xe đi vô trung tâm thành phố, đi xuống dưới Dorchester hay là đi vô thủ đô ở trung tâm á, là nó kẹt xe lắm. Đó, người ta tới đây người ta mướn thuê đây là giá cả nó rẻ so hơn thuê nhà ở ở gần trung tâm. Ở bên Việt Nam á, các bạn nghe cái từ mà mướn nhà đó, các bạn tưởng đâu là mướn nhà. Các bạn thấy không? Đó, nhà đó là nó y như là mấy cái khu đô thị của Novaland, đồ Wingroup, đồ vậy đó. Giống như ở trong khu Phú Mỹ Hưng á. Nhà đó là người ta cho thuê không à.
Vòng vòng ở đây có nhà hàng Việt Nam ngon lắm, nhà hàng 79 đồ. Nhiều nhà hàng lắm, bánh mì đồ của Việt Nam. Cộng đồng mà người Mỹ gốc Việt có sống ở trong Randolph cũng rất là đông. Có một bạn viết comment, bạn này nói mình nói chia sẻ về tình hình đất nước Việt Nam á, quê hương thân yêu của mình á. Các bạn này dùng cái từ là câu view. Nhiều lần mình đã đính chính rồi. Mình cái công việc của mình á là mình chỉ có muốn phục vụ cho cộng đồng. Mình muốn đưa tin, mình muốn chia sẻ về làm về truyền thông. Còn câu view á thì ở bên Việt Nam á, những cái thông tin mà những cái nội dung của mình á là YouTube á, nó không có trả tiền quảng cáo, tại vì ở bên Việt Nam á, là nó không có cho mấy cái kênh YouTube á chia sẻ bức xúc rồi phản biện đồ, phản diện đồ, rồi nói về tình hình đất nước, nói cộng sản, nói này nói kia vậy đó. Còn có một số bạn á thì người ta làm livestream á, mấy cái bạn Việt kiều á thì người ta nhờ Mạnh Thường Quân á đó, người ta bấm vô người ta cho tiền uống cà phê. Rồi có một số người mấy cái view á ở bên nước ngoài á thì người ta được tiền cà phê. Còn những cái view mà ở bên Việt Nam xem á thì mình không có được đồng nào hết đó. Nhưng mà ngoài cái kênh Hoa Kỳ này ra đó thì mình có một cái kênh mình nói tiếng Mỹ, mình chia sẻ về cái công việc lái xe Uber của mình cho người Mỹ á. Thì cái kênh đó đó là mình có tiền quảng cáo. Ở đây là có một cái khu đất là quá trống luôn. Ở thị trấn Randolph á, người ta làm về ngành nông á. Chăn nuôi, làm nghề chăn nuôi đồ, heo bò đồ vậy đó, nuôi vịt nuôi gà đồ. Ở đây đất rộng. Đất ở đây nó dư cho nên giá cả nó thấp hơn ở gần Dorchester, trung tâm thành phố Boston. Thì mình chia sẻ nội dung về tình hình đất nước Việt Nam của mình á, thì mình đâu có được tiền quảng cáo từ bên Việt Nam đâu, mà mình câu làm chi, câu view làm chi. Mình chia sẻ như vậy đó, rồi lỡ một ngày nào mà mình ra đi theo viện cha mẹ bảo lãnh về bên kia thế giới đó, thì còn lại hình ảnh thông tin ở đây để cho thế hệ sau người ta xem những cái điều mà mình có cái tầm nhìn đó, mình nhìn về Việt Nam á.
đó thì tối nay mình sẽ lên livestream, mình sẽ chia sẻ về tình hình quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Vô quán Đơn Kình đó mua ly trà đá. Lúc nãy mình thả cái em trai người da màu ở trong cái khu chung cư mới thì á, mình đậu ở đó để cho cái máy nó nguội xuống. Xe mà mình chạy liên tục luôn 2-3 tiếng mà mình không có cho cái máy nó nghỉ thì nó không có tốt cho cái máy xe. Đồng ý là cái máy xe đó là mình nó thiết kế để cho mình sử dụng, nhưng mà cái gì cũng vậy hết đó, mình chạy suốt luôn 4-5 tiếng thì nó dây nhợ đồ đó nó chạy suốt, nó mòn đồ, xúc bóc rồi nó làm việc luôn, nó phải cần nghỉ mệt. Ở đây kế bên cạnh cao tốc qua lên xa lộ để đi về nhà đó, trên đường đi từ đây chạy tới Sao So khoảng chừng 5 phút mà. Vô đó mua 2 phần cơm. Tại vì bà xã của mình bả trong sở làm á. Bả trong sở làm thì tối bả ăn, còn mình mua 2 phần cho đứa con trai ăn phần với mình, phần ăn sáng ăn trưa. Mới vừa vô quán Đơn Kình mua ly trà đá. Xin mời các bạn uống trà đá và xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đá. Cái ly trà đá này là cái cử thứ nhì trong ngày. Lúc sáng ở nhà là mình uống cử thứ nhất, là trước khi mình đi làm là mình nấu nước sôi ở nhà đó, mình pha trà Lipton. Trà Lipton mà mình mua ở trong siêu thị Hoa Mạc á. Cái ly này nè là cái cử thứ nhất mình uống sáng á, nó lạnh á, mình uống cho nó ấm. Nó thì bây giờ trưa lên á, nó có ánh nắng. Mặc dù hiện bây giờ là âm 3 độ C, 25 độ F của Mỹ, trừ 3 độ C, nhưng mà nó có nhiều ánh nắng á, mình không có cái cảm giác bị lạnh. Các bạn thấy không? Mặt trời nó lên chói chang luôn. Thường thường á, công việc của mình á, là bận nhất á, là từ 6 giờ hoặc là 5 giờ sáng người ta đi làm, đi học đồ đó. Học sinh, cô giáo đồ người ta đi làm á, là nó bận cho đến khoảng chừng 9 giờ, 9 giờ rưỡi. Còn giờ này á, là 10 giờ mấy á. 10 giờ mấy á, là bây giờ học sinh đang ở trong lớp với lại người ta ở trong sở làm á. Đó thì nó cũng hơi vắng. Nhưng mà mình ngồi đây mình cho cái máy nó nguội, nghỉ khỏe khỏe ăn chút rồi cho cái máy
nó nguội hẳn xuống rồi. Nếu mà có khách đó, nãy giờ khách nó cũng gọi mình nằm mầm vậy, mà nó đi hướng này hướng kia mình không có đón. Nếu mà có ai 5-10 phút nữa, nếu mà có ai mà đi về cái hướng ở nhà lấy tiền xăng đó, thì mình đi. Nhưng mà không quan trọng, tại vì đường nào đó, mình cũng phải ghé mua đồ ăn đó, tiện đường đó. Lúc mà mình đón cái người khách xuống dưới hướng này đó, là mình đã tính trước rồi. Xuống dưới đây mà không có khách về đó, là giống như là ở nhà mà mình chạy tới mall mình mua đồ ăn mà mình được đưa khách xuống, các bạn biết không? Đó là đường nào mình cũng lời đó. Còn mà mình lâu lâu mà mình chạy xe không á, từ ở nhà của mình xuống sau mo mà mua cơm á, xách xe không á, thì lỗ tiền xăng. Nhưng mà lúc nãy á, là mình đã có chở khách đó, chở khách xuống với cái hướng này đó, thì mình không có bị lỗ xăng. Xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đá. Đó các bạn, bạn này viết comment, nói chung là bạn này muốn ghẹo mình. Bạn này nói mình vui vẻ, vui tính, mình nói chuyện chữ về cộng để câu view. Ở bên Việt Nam á, các bạn mà làm clip á, mà các bạn nói cái từ cộng sản, các bạn nói cái gì dính líu gì về mà đảng cộng sản á, là nó không có trả tiền view. Nó ký kết với lại YouTube á, ai làm YouTube là người ta cũng đều hiểu, người ta đồng ý với mình. Các bạn á, và nấu đồ ăn hay là các bạn đi du lịch, các bạn chia sẻ về đời sống của Mỹ, cái này cái kia đó, kể cả những cái bạn người Mỹ gốc Việt mà chia sẻ về đời sống của Mỹ mà lâu lâu á, mà có nói một vài từ về cộng sản hay nói động tới nó đó, thì nó cũng không có cho quảng cáo. Nhưng mà những cái người đó thì nhờ, người ta nhờ Mạnh Thường Quân, các bạn biết không, nhờ Mạnh Thường Quân á, có những cái link ở dưới á, rồi người ta bấm vô, người ta cho tiền uống cà phê đồ gì đó. Rồi có nhiều người mà người ta ở bên Úc hay là châu Âu rồi đó, người ta vào xem á, thì YouTube nó cho mình tiền view. Ví dụ như bây giờ đi, mình tải cái clip hiện bây giờ nè, mình tải cái clip lên mà 90% ở bên Việt Nam á, vào cái clip của mình á, mà xem á, là mình không có lấy đồng nào đó. Mình không lấy đồng nào á, thì tại sao mình câu view? Ở đây á, là mình muốn cho các bạn hiểu á, là những cái việc mình làm á, là mình làm á, là mình vì cộng đồng, các bạn biết không? Thì bây giờ á, con người đó, con người của mình phải không, khi mà mình xa cơ thất thế đó, ai mà giúp đỡ mình? Tại vì quy luật con người á, là con người là giúp đỡ lẫn nhau đó. Con người của mình với con người của mình là giúp đỡ lẫn nhau. Thì thí dụ như bây giờ đi, có một cái bà già nào bà đi ở trong mo phải không, bà chợt cái chân bà té đó, thì mình đứng bên cạnh đó, mình nhào tới mình dìu bà lên cho bà đứng như vậy, rồi mình coi bà có cần cái sự giúp đỡ, gọi ambulance, gọi cứu thương hay cái này cái kia không đó. Đó thì mình giúp bà, nhưng mà bà đó bà không có giúp lại mình. Nhưng mà sau này á, có người khác á, người ta giúp lại mình. Có một cái người khách này đi về, mới vừa bắt cái người khách này đi về Dorchester. Định lúc nãy ghé trên mo, nhưng mà bây giờ nếu mà đi về Dorchester thì mình thả cái người khách này xong là mình tấp qua Ba Lẹ, mình mua bánh mì thịt nướng cho đứa con trai. Ok, bây giờ mình phải đi đón khách. Có cái gì mình hẹn với các bạn 10 giờ tối nay, 10 giờ 10 giờ mấy tối nay mình lên mình livestream. Cái người khách này tên là Anthony. Anthony nó cũng là tên Tony nha các bạn. Người Mỹ gốc Việt ai cũng biết nha. Đây là cái địa chỉ của cái người này nè, ở Randolph, là ở vòng vòng cái chỗ mình đang đậu nè, Randolph nè. Đó, cái người này đi về Dorchester. Có cái nút này nè, mình bấm á, mình bấm vô để cái bản nó nhảy qua cái bản đồ, nó hướng dẫn mình đi.
Hôm trước có một bạn viết comment, bạn này yêu cầu mình hướng dẫn cho các bạn này cách bắt khách Uber được gì đó. Để hôm nào mình rảnh á, cái người khách này á đi về sát ở bên gần nhà hàng ba lẻ đó, thì cái cuốc này á, là đủ hai phần ăn cho mình với đứa con trai. Còn bà xã bà ở trong sở làm thì tối á, tối mua chiều á đi làm ít cuốc kiếm tiền ăn tối rồi tối mua cơm cho bà ăn. Những cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn á là mình muốn làm việc cho cộng đồng. Thì con người của mình đó các bạn, bây giờ ngày xưa đi, mình người Việt Nam của mình đó là mình bị mất nước, bị cộng sản nó vô nó chiếm miền Nam. Thì mình dùng cái từ mất nước đó là tại vì miền Nam của mình là một cái lãnh thổ tự do dân chủ đó. Mặc dù cái quê hương của mình nó nằm ở đó, có nhiều bạn không hiểu, bạn nói ủa anh nói gì, Việt Nam nó vẫn còn nằm ở đó, anh nói cái gì, mắc có mắc cái gì đâu. Tại vì ngày xưa miền Nam Việt Nam của mình là tự do dân chủ, người dân được bầu cử, người dân được biểu tình, các bạn biết không đó. Thì khi mà cộng sản bắt Việt nó chiếm cái đó đó, thì người Việt Nam của mình lưu vong, người Việt Nam của mình lưu vong á, thì mình đi vượt biên, mình nhờ nước Mỹ, nhờ nước Úc, nhờ châu Âu đồ như vậy đó, Pháp đồ, những cái nước tư bản á, người ta cưu mang mình. Thì làm con người á thì mình khi mà mình ăn nên làm ra rồi, sau này á mình nên làm một cái điều gì đó đó để mà mình giúp đỡ lại cho cái quê hương mình, trả ơn lại cái quê hương thứ hai của mình. Đó là vì lý do tại sao mà mình dùng cái từ Hồ Kiều. Mấy cái người mà Việt Kiều mà người ta, người Việt Nam mà người ta định cư sau này á, người ta chỉ biết đi qua bên đây làm kinh tế thôi. Đó thì cái lúc ở bên Việt Nam á, người ta bằng tay trắng, người ta bằng tay trắng cái người ta đi qua bên đây, người ta ăn nên làm ra, làm chủ nhà hàng, có nhà có cửa, gửi tiền về Việt Nam. Rồi bây giờ người ta ao ước á hả, bây giờ người ta ao ước á, người ta đi về hưu ở bên Việt Nam luôn, người ta không có nghĩ là sau này á là người ta làm một cái điều gì đó để trả ơn lại cho cái quê hương cưu mang mình. Nhưng mà đối với mình á thì mình sẽ làm một cái điều gì đó, mình sẽ trả ơn lại nước Mỹ, chẳng hạn như mình đóng thuế, mình cố gắng mình đóng thuế cho chính phủ Mỹ. Còn khi mà mình mất nước miền Nam Việt Nam á, thì có một số người người ta đi qua bên đây, người ta lập ra hội này hội kia đảng phái để mà người ta, mục đích của người ta đó là để người ta tìm cách người ta giải thể cái chế độ cộng sản đó. Mỗi một người có cái nhiệm vụ, các bạn biết không. Còn mình á thì mình làm về truyền thông, mình không có giỏi về chính trị, mình không có dính líu gì với chức vụ gì hết á. Bây giờ ai mà nói bây giờ anh Quốc ơi, cho anh một cái chức
trưởng, cái chức chủ tịch, chức này chức kia, mình cảm ơn, mình rút lui. Vừa thả một cái vị khách Anthony lúc nãy đón ở thị trấn Randolph đó. Từ đây tới nhà hàng 300 khoảng chừng 3 phút sát bên đây à. Cuốc này là đủ hai phần ăn luôn với tiền xăng luôn, cộng vô tiền xăng luôn á. Nếu mà mình cần phòng vệ sinh công cộng á, thì đi tới nhà hàng Như Lan. Còn ở bên nhà hàng 300 đó thì người ta không có toilet, phòng vệ sinh công cộng. Với lại ở bên Như Lan là người ta có cái bãi đậu xe. Còn bên nhà hàng 300 đó thì kiếm cái chỗ đậu xe nó hơi khó. Trời nó nắng chói chang vậy, cho tới khoảng chừng 2 giờ mấy chiều là nó sụp tối xuống à. Ở đối diện với nhà hàng 300 có cái nhà hàng bạn tôi á, bán cơm gà ăn cũng rất là ngon. Chiều nay mình ghé đó mình mua cơm gà cho mình với bà xã của mình ăn tối. Cơm gà của nhà hàng bạn tôi đối diện với lại nhà hàng 300. Nhà hàng bạn tôi nghe cái đèn xanh đèn đỏ bước mấy bước nữa. Vô nhà hàng bánh mì 300 mua một ổ bánh mì cho đứa con trai, bánh mì thịt nướng 7 đồng với lại một phần mì chay, tổng cộng hết 14 đồng. Cái cuốc đón một cái người khách ở thị trấn Randolph về đây á, cuốc đó gần 19 đồng. Thì tính ra tiền xăng luôn á, tiền xăng với tiền ăn luôn á là một cái cuốc đó. Mua được hai phần ăn với tiền xăng.
chiều nay mình tới nhà hàng mà bạn tôi ở bên đây nè, sát bên đây nè. Bây giờ lái xe tới quán Đơn Kình mua một ly giải khát cho đứa con trai của mình. Còn mình thì lúc nãy mình mua trà đá với Randolph rồi. Xin phép các bạn cho mình hớp một miếng trà đá. Về nghỉ ngơi chiều chạy ít cuốc kiếm tiền ăn. Tối nay ăn cơm gà của nhà hàng bạn tôi. Giờ này 11 giờ rưỡi á, trời nó ánh nắng nó chói chang vậy đó. 2 giờ là bắt đầu nó sụp xuống rồi. Nhà hàng Như Lan nè, ở đây có bãi đậu xe, có trong nhà hàng Như Lan có phòng vệ sinh công cộng. Mỗi một cái nhà hàng là có một cái thế mạnh, mỗi một cái nhà hàng là có một cái món ăn đặc biệt. Chẳng hạn như nhà hàng bạn tôi là người ta có cái món cơm gà. Cơm gà mà có mỡ hành á, giống như tựa như cơm gà Hải Nam vậy đó. Bỏ mỡ hành lên ăn cơm gà nghe rất là ngon. Ngày qua cái chân đau á, đi bác sĩ uống 2 viên thuốc, ngày qua uống chỉ có 2 viên à. Mặc dù sáng mình dậy mình đi cái chân của mình nó còn hơi nhắc nhắc nhưng mà mình không có bị đau thốn. Còn bữa qua mà chưa có uống thuốc á, chưa đi gặp bác sĩ á, là nó đau thốn lắm. Chút nữa mình về mình ăn xong rồi mình uống thêm viên thuốc nữa là nó hết luôn à. Ở bên Mỹ nó hay vậy. Còn ở bên Việt Nam á, là mình đi ra ngoài phòng dược á, mình mua thuốc mình uống vậy chứ. Mấy đứa cháu của mình lúc trước mình về bển mình thấy á, nó bị nghẹt mũi á. Ngày này qua tháng nọ qua tháng kia không bao giờ hết đó. Thuốc men ở Việt Nam toàn là thuốc dởm không à. Mà có nhiều người người ta không có kiến thức á, thiếu hiểu biết á, mua thuốc men ở bên Việt Nam tầm bậy tầm bạ đó. Mà lúc mà nhập lại nước Mỹ á, đi qua bên hải quan á, nhiều khi xui á, là bị phạt nặng lắm á, nó bắt bỏ tù luôn á. Về cái tội mà nó gài vô cái tội buôn thuốc giả đó. Ở bên Mỹ á, người ta bảo vệ người dân Mỹ mạnh lắm. Thà là các bạn đem một cái đồ hiệu giả gì đó mà các bạn nhập vô nước Mỹ mà tội nó nhẹ. Ví dụ như đi về Việt Nam đi mua dây nịch Gucci bóp hiệu LV phải không? Mà lỡ hải quan Mỹ á, mà nó biết đồ giả đó thì nó xui á, mình nói xui á, phần đông thì nó không có đồ giả, nó không có phạt. Nhưng mà đem đồ ăn mà những cái loại đồ ăn cấm mà giống như nó không có bảo vệ sức khỏe cho người dân Mỹ á, thuốc men đồ này nọ đó là đem vô đó là nhiều khi xui á, gặp cái người nào á nó sợ mình buôn lậu xì ke ma tí á, mà nó phát hiện mình có thuốc giả đó, thuốc bổ đồ, thuốc trị cái này trị cái kia vậy đó, là nó ghép mình vô tội buôn thuốc giả, là nó phạt mình nặng lắm, bỏ tù mình luôn á. Mà đem bóp hiệu mà không sao, đem bóp hiệu dây nịch
đồ này nọ gì đó mà tội nó nhẹ. Tại vì mấy cái đó nó không có ảnh hưởng gì sức khỏe, phải không? Còn thuốc men mà nó ảnh hưởng gì sức khỏe đó là nó phạt nặng lắm. Ở Việt Nam trừ ra là đem khô đồ, mắm đồ, đồ ăn đồ này nọ, còn mà rượu đồ này nọ là đem qua bên Mỹ đồ giả không à. Thời buổi bây giờ mấy cái thằng Trung Quốc á, cái gì á nó cũng nhái á hả, y như là hàng thật vậy đó. Cái chân đi còn cà thọt, ngồi ở trong xe lấy nước, lấy một ly nước giải khát cho đứa con trai. Order qua mạng. Cái chân đi cà nhắc nhưng mà nó không có bị đau, nó không có bị thốn. Còn bữa qua chưa uống nước á là nó, chưa có uống thuốc á là nó bị thốn. Picking up for Quark. A mobile order? Yeah, mobile order. Okay, what's the name on it? Quark. Yes, you can close the window. Thank you. You're welcome. Lâu lâu á, có nhân viên mới á, mấy người nhân viên cũ người ta bận ở bên trong á, phần đông là ở đây người ta nghe giọng mình người ta biết à. Đứa con trai nó ăn bánh mì thịt nướng mà không có rau cải. Không có rau cải cũng giá tiền à. Còn cái này là mì chay nè. Không phải là mình ăn chay mà mình không có muốn ăn thịt, ăn thà, đồ biển, đồ tôm tép, đồ sợ nó trúng vô cái bệnh gút của mình á. Mà nó đẩy đưa cho mình tới cái bệnh gút là do là đồ biển. Tại vì hồi xưa mình ăn sáng á, lúc nào mình cũng ăn đồ biển, nấu mì. Thay vì người ta ăn mì Hoành Thánh á, mình ăn mì với tôm đồ, nghêu sò ốc hến vậy đó. Sáng nào cũng vậy. Lúc mà mình thời mà mình trẻ, mình đi làm móng tay á, ngày nào mình cũng ăn tô, ăn đều đặn, ăn cho đến lúc mà nhiều đồ biển quá đó.
xong nó xảy ra cái bệnh gút. Với là thịt bò, thịt bò nó làm cho mình cũng bị dị ứng đồ này nọ. Cái chính đó là mình muốn để cái máy quay cảnh lòng vòng cho các bạn xem. Mấy người Mỹ gốc Việt mà người ta đi vượt biên, mà mấy cái người mà người ta tị nạn cộng sản trước năm 1990 á, thời 90 á, thì mấy cái người đó người ta rất là hài lòng về cái đời sống ở nước Mỹ. Tại vì ngày xưa người ta rời Việt Nam là cái chính là người ta muốn đi tìm tự do, người ta muốn có một cái môi trường sống tốt, người ta không có muốn sống với cái chế độ cộng sản. Thì những cái thành phần đó giống như mình rồi đó, người ta không có so đo là qua bên Mỹ cực hay không, nhưng mà mình thấy cũng chả có cái gì là cực hết á. Nếu mà cuộc đời của mình á, mình sống á, mà mình chỉ có nghĩ ăn ở không hưởng thụ á, là nó vô ý nghĩa lắm. Mình phải làm một cái điều gì đó. Không bắt buộc á, là mình làm chuyện lớn, mình làm một cái điều gì mà mình có cái sở thích, chẳng hạn như bây giờ giống như mình nè, mình chia sẻ, mình nói về tình hình đất nước, mình nói về những cái điểm mà cộng sản Việt Nam nó mị dân, nó lường gạt người dân đó, nó xào tới xào lui, nhưng mà nó cũng chỉ là một cái quốc gia cộng sản, nó không có khác gì là một cái quốc gia Cuba Việt Nam, nó không có khác gì là một cái quốc gia Bắc Triều Tiên, nó không có khác gì Nga Xô, nó không có khác gì China đó, mà nó tối ngày nó cứ viết báo, nào là đại gia, nào là người mẫu, nào là tỷ phú, mà trong khi á, cái thằng tỷ phú Phạm Nhật Vương của tập đoàn Wingroup á, nó xưng hô nó giàu là nó nhờ ai? Nó giàu là nó nhờ nó đi qua sinh sống ở bên Ukraine đó, mà bây giờ Ukraine người ta bị chiến tranh, bị thằng Nga Xô xâm chiếm, mà nó đường đường nó dạy con người ta ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Chứ bây giờ đó thằng Ukraine đang cần sự giúp đỡ đó, cần mạnh thường quân đó, sao nó không bỏ ra vài triệu đô la nó mua drone, nó mua máy bay không người lái, hay là quyên góp tiền bạc theo cái khả năng để mà trả ơn lại cho Ukraine, phải không? Thằng Phạm Nhật Vương, chủ tịch của tập đoàn Wingroup đó, nó giàu là nó nhờ ai? Nó từng tuyên bố mà, nó giàu là nó nhờ nó làm việc kiều bên Ukraine đó, các bạn thấy không? Bây giờ nó giàu lên rồi, bây giờ thằng Ukraine nó gặp nạn, nó bị thằng Putin xâm lăng, mà nó không bao giờ nó lên tiếng, đến nỗi mà cái sự ủng hộ bỏ phiếu thôi mà tụi nó cũng bỏ phiếu lá trắng,
tức là không theo phe nào. Cái bắt đầu mai mốt sau này cái bắt đầu Ukraine người ta mạnh lên, hòa bình xong xuôi, kinh tế của người ta lên, cái nó gửi phái đoàn bay qua, nó nịnh năn nỉ Ukraine qua đầu tư. Các bạn thấy không, đó là cái điểm mà mình muốn cho các bạn thấy là cái sự mà điếm đàn của cái thằng cộng sản nó là ở cái chỗ đó đó. Bây giờ các bạn thấy không, ở trên toàn thế giới châu Âu rồi tất cả những cái nước tư bản, tại sao người ta giúp cho Ukraine? Tại vì bạn bè với nhau, người ta nói á, chơi với bạn á, là mình chỉ có biết hiểu bạn tốt bạn xấu là trong cái lúc mình hoạn nạn. Thì bây giờ cái thằng Ukraine đó nó bị hoạn nạn thì mấy cái nước Ukraine, mấy cái nước châu Âu, Anh Quốc đồ, Pháp đồ, người ta giúp giúp bạn bè đó. Cái thằng cộng sản hả, nó lờ. Cái bắt đầu cái mai mốt một thời gian nào cái kinh tế của Ukraine nó lên mạnh, cái bắt đầu nó hạ đi qua bên đó, nó dụ người dân Ukraine mua xe VinFast, mua xe điện VinFast, mua ô tô điện VinFast, ăn mì gói của nó, kêu gọi Ukraine qua đầu tư. Mẹ mai mốt hạ mình làm cái lo, mình tiên triền qua bên Ukraine, mình nhắc lại, nhớ mấy chục năm trước không, lúc mà mày bị hoạn nạn, mày bị thằng Nga Xô nó đánh mày á, mày thấy thằng cộng sản không, nó làm lơ luôn, một đồng một cắc nó còn không có hả, nó còn không có quyên góp nữa, nó còn thua người dân mạnh thường quân á, người ta còn gửi qua vài ba ngàn, người ta giúp đỡ cho quân đội của Ukraine, người ta mua mấy cái drone á, mấy cái thiết bị máy bay không người lái đó, để chiến đấu với thằng Nga đó. Mình có tầm nhìn, mình nhìn ra được một cái bản chất của một cái đảng, một cái chính phủ cộng sản, các bạn biết không? Mẹ thằng Palestine á, bị Do Thái á, nó quýnh là do cái tội mà ủng hộ mấy cái thằng khủng bố Hamas á. Thì nó hạ, nó qua nó ủng hộ rồi nó hô hào rồi viết báo, nó bỏ ra nửa triệu đô la nó giúp cho Palestine. Còn á hạ bên Nhật Bản á bị động đất á, cái nó nói tại vì bên Nhật Bản họ giàu rồi, họ tuyên bố họ không cần ai viện trợ, cho nên mình Việt Nam mình không có giúp cho họ. Các bạn thấy nó chơi khốn nạn không? Mẹ nó cần thì nó đi qua bên Nhật, nó đăng ký, nó dây người ta hàng tỷ 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 để về mà nó làm công trình này công trình kia để bảo vệ đảng, lo cho đảng của nó. Đồng ý là bên Nhật người ta thừa tiền, người ta giàu, nhưng mà cụ ít lòng nhiều, mình cũng phải giả đò, mình viện trợ gạo thóc cái gì để mình có cái tấm lòng. Các bạn biết không, đương nhiên ở Mỹ ai cũng giàu hết đó. Các bạn tới nhà người ta, các bạn đem một bọ vỏ cam, một nải chuối, nó đâu có đáng cái gì. Nhưng mà cái người ta vui là tại vì người ta biết cái tấm lòng của mình. Các bạn biết không? Đó thì sáng thứ tư trên đường lái xe đi về nhà, quay cảnh giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Cảm ơn thời gian quý báu của tất cả các bạn. Hẹn các bạn lại clip kỳ sau. Tất cả các bạn có một ngày thật là nhiều mạnh khỏe và bình an. Xin chào tạm biệt.